Xin chào anh em đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Lại là em gái Mọt Tini đây. Những tựa game kinh dị sinh tồn có đồ họa 3D với màu sắc đen tối thì luôn làm cho con người ta có cảm giác hồi hộp đến rợn người. Và một trong số đó là những cái tên tiêu biểu như Identity File, Dead by Daylight hay Thứ Sáu Ngày 13. Và nhân dịp gần đây thì nhiều anh em có đề nghị Mọt làm về tựa game Identity File. Thì để đáp lại sự ủng hộ của mọi người thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quá khứ của các Hunter trong video ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu thì mọi người đừng quên like và subscribe các kênh khác của nhà Mọt. Link thì chúng mình sẽ ghi ở dưới comment. Và mọi người hãy nhớ luôn bật thông báo kênh Mọt Game để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn giờ thì bắt đầu thôi! Identity File là một tựa game kinh dị sinh tồn online trên di động do đến East Game phát triển và xuất bản vào tháng 7 năm 2018. Mới đầu trò chơi, ta sẽ vào vai thám tử Orpheus, nhận được bức thư ủy thác từ một người giấu tên và đặt chân đến Travis Olitus để làm rõ bí ẩn về một trò chơi chết chóc, rồi bị kéo vào hàng loạt sự kiện bí ẩn ở nơi này. Trò chơi chết chóc của Travis Olitus còn được biết đến với cái tên Manor Game, cũng là những gì bạn sẽ trải nghiệm trong Identity File. Một màn chơi gồm 5 người được chia thành hai phe là Survivor, kẻ sống sót, và Hunter, thợ săn, với số lượng là 1 Hunter và 4 Survivor. Nhiệm vụ của Survival là sửa chữa 5 máy giải mã nằm rải rác bên trong bản đồ để mở cổng chạy thoát. Song song với đó, Hunter đảm nhận vai trò bắt giữ và ngăn cản các Survival hoàn thành nhiệm vụ bằng những vũ khí mình có. Màn chơi sẽ kết thúc khi Survival trốn thoát khỏi bản đồ hoặc Hunter bắt được toàn bộ Survival. Nếu có hơn 2 Survival trốn thoát, kẻ sống sót sẽ giành chiến thắng. Nếu có 2 người trốn thoát, kết quả ván đấu xem như hòa. Nếu có 1 hoặc không có Survival nào sống sót, phe Hunter sẽ giành chiến thắng. Nghe có vẻ đơn giản nhưng việc đối diện với những Hunter trong trò chơi không hề dễ dàng, nhất là với những bạn mới trải nghiệm game lần đầu. Theo cốt truyện, cả hai phe Hunter và Survival đều có quá khứ và lý do riêng để đặt chân vào màn chơi đẫm máu của trang viên Olitus. Họ đều đang đấu tranh để đạt được những phần thưởng mà chủ trang viên đã hứa hẹn nếu họ giành chiến thắng. Vậy quá khứ và lý do đưa họ đến đây là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây nha. Hell Ember, cho địa ngục. Hell Ember hay Tro Địa Ngục là Hunter xuất hiện sớm nhất trong Identity File. Đồng thời, đây cũng là Hunter mặc định mà mọi người chơi đều sở hữu. Tên thật của ông được nhà phát triển xác nhận là Leo Beck, gọi tắt là Leo. Một người đàn ông Anh sở hữu vóc dáng to cao, nhìn thật thà, điều hành một xưởng dịch nhỏ với công việc làm ăn tương đối phát đạt. Ngày 14 tháng 3 năm 1874, Leo kết hôn với một cô gái người Anh tên Martha Remington ở xứ Devonshire, miền Tây Nam nước Anh, và có một cuộc sống hôn nhân tràn ngập hạnh phúc. Cũng trong khoảng thời gian này, công việc làm ăn ở xưởng dệt vô cùng thuận lợi, nên gia đình nhà Beck cũng không phải lo lắng về tiền bạc. Khoảng 2 năm sau, vào ngày 21 tháng 12 năm 1876, gia đình nhỏ của Leo chính thức chào đón thêm một thành viên mới là cô con gái Lisa Beck, khiến gia đình nhỏ vốn đã ấm cúng nay càng sung túc hơn gấp bội. Có thể nói, đây gần như là khoảng thời gian hạnh phúc và viên mãn nhất trong suốt cuộc đời của Leo. Nhưng mọi thứ dần kết thúc khi Leo quyết định thuê một cố vấn tài chính tên là Freddy Riley về giúp mình quản lý việc kinh doanh của xưởng dệt. Với lối suy nghĩ đơn giản, dễ tin người, Leo nhanh chóng xem Freddy là bạn thân và luôn mời anh ta tham gia vào những buổi tiệc thường niên của gia đình Beck, mà không mảy may biết rằng Freddy đang có ý định với vợ mình. Đúng vậy, Freddy Riley đã yêu vợ của Leo, Martha Remington, từ cái nhìn đầu tiên. Dù biết Martha là người phụ nữ đã có gia đình, anh ta vẫn tán tỉnh cô bằng nhiều cách khác nhau sau lưng Leo. Và việc cố tình làm thân với ông để có thể thường xuyên đến nhà Beck gặp gỡ Martha cũng là một trong số đó. Về Martha, tuy nhận được nhiều thư tình từ Freddy nhưng cô lại không có thái độ rõ ràng. Điều này đã làm tên cố vấn tài chính trở nên sốt ruột. Và thế là một kế hoạch độc ác đã dần nảy sinh trong đầu Freddy. Và một ngày đó, gặp cố vấn tài chính gọi Leo đến, lừa ông mua lại và đầu tư vào xưởng vũ khí Minerva, cam đoan rằng việc sản xuất vũ khí vào thời điểm này sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ còn hơn cả xưởng dệt đang trên đà tuột dốc. Vì không có kiến thức sâu về tài chính nên Leo nhanh chóng bị Freddy dụ dỗ. Ông mang chuyện này về bàn với vợ mình, nhưng mà Martha lập tức phản đối. Cô cho rằng đó là một quyết định sai lầm và kiên quyết ngăn chồng đổ tiền vào đấy. Vì dù thị trường dệt may đang bị cạnh tranh nhưng ít ra nó còn có lợi nhuận, vải có thể dùng hàng ngày, nhưng không ai sử dụng vũ khí mỗi ngày cả. Cuộc tranh cãi này dường như đã chạm đến lòng tự ái của Leo. Ông giận chìm trong bia rượu, quyết định buông tiền mua lại sự vũ khí và mặc kệ lời khuyên của Martha.
xích mích trong mối quan hệ vợ chồng khiến Martha dần xa cách với Leo. Lại thêm Freddy luôn tích cực, gửi thư tình an ủi, cô dần lung lay và sớm ngã vào lòng gã cố vấn tài chính của chồng. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Đến đây, ta lại phải nói một chút về sự vũ khí mà Leo chuẩn bị đầu tư vào. Trong quá khứ, vào khoảng những năm 1854, khi cuộc chiến tranh Balaclava giữa Liên quân Anh, Pháp, Ottoman và Nga nổ ra, sự vũ khí Minerva đã thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc chế tạo súng hỏa mai Minerva 12 độc nhất vô nhị. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, ngành công nghiệp vũ khí dần lao dốc, chủ xưởng không bắt kịp xu hướng thời đại, nên việc làm ăn ở nơi này càng trở nên trì trệ. Và Leo, người bị lừa mua lại xưởng Minerva, không hề biết rằng xưởng vũ khí ông mua đang sở hữu một khoản nợ khổng lồ, nên lợi nhuận từ việc sản xuất vũ khí thì chưa thấy đâu, mà ông đã phải gánh thêm một khoản nợ từ trên trời rơi xuống. Rơi vào tuyệt vọng, Leo càng lúc càng đắm chìm trong men rượu. Ông bắt đầu bán những thứ có giá trị trong nhà để trả nợ. Và Martha cuối cùng cũng không chịu nổi cảnh nợ nần chồng chất, nên đã quyết định chấp nhận lời cầu hôn của Freddy, bỏ chạy theo người tình, để lại Leo một mình giải quyết đống nợ khổng lồ. Còn cô con gái Lisa thì bị gửi đến trại trẻ mồ côi phố Cát Trắng. Vợ ngoại tình bị lừa mang nợ, con gái thì trở thành trẻ mồ côi. Leo gần như đã bị đẩy đến bước đường cùng. Ông sau đó viết một bức thư nói rằng nếu ông và nhà máy xảy ra chuyện bất trắc, tất cả tiền bảo hiểm sẽ được chuyển cho cô con gái Lisa của mình. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Leo đã tự thiêu trong chính sự vũ khí Minerva để kết thúc cuộc đời đau khổ. Tuy nhiên, người của trang viên Olytus đã cứu ông khỏi đám cháy, đặt tên ông là Cinder và đưa đến bệnh viện Thánh Tâm bị bỏ hoang để thực hiện hàng loạt các thí nghiệm phi pháp như kiểm soát tâm trí, xóa bỏ khao khát tự do và kìm hãm trí nhớ của ông. Từ đây, Leo trở thành đối tượng thí nghiệm mã số 112213. Đến ngày 13 tháng 7 năm 1899, ông tham gia Manor Game trong vai trò Hunter với 4 survival là kẻ thù cũ Freddy của con gái ruột Lisa. Tên trộm Creature đã có ý với con gái ông và nữ y tá Emily, người chịu trách nhiệm cho cái chết sau này của Martha. Trong ván game đó, Leo đã thành công sát hại Freddy, Creature, Emily và thả Lisa đi. Kết quả thí nghiệm bị xem là thất bại, để Leo phải trải qua hàng loạt hình phạt khủng khiếp khác sau đó. Có thể thấy, dù đã trở thành một con quái vật mất nhân tính, Leo vẫn luôn yêu thương cô con gái nhỏ của mình. Đó cũng là lý do ngày nhân vật mà nhà phát hành game chọn cho ông là ngày 21 tháng 12, sinh nhật của Lisa. Cũng là ngày mà ông trở thành đối tượng thí nghiệm mã số 112213. Smiley Face, mặt cười. Giống với Hal Amber, Smiley Face hay mặt cười cũng là một trong những hunter đời đầu của tựa game. Tên thật của anh ta là Joker, sinh ngày 4 tháng 8, là thành viên đảm nhận vai hề trong đoàn giết hula baloo ở công viên ánh trăng nổi tiếng. Vì sở hữu gương mặt buồn tự nhiên từ khi sinh ra, Joker nhanh chóng nổi tiếng với vai hề buồn bã. Nhưng trái ngược với danh tiếng lừng lẫy trên sân khấu, bên trong rạp xiếc hula baloo lại cực kỳ mục rữa và thối nát. Để có tiền, chủ rạp xiếc Bernard đã không hề ngần ngại mời gọi những diễn viên dị dạng hay thậm chí là cố tình tạo ra những kẻ dị dạng để thu hút khán giả. Ngoài Joker, trong rạp xiếc còn có cậu bé tung hứng Mike Morton, người được ông chủ rạp xiếc nhận nuôi để diễn trò với những quả bóng chứa đầy các chất hóa học nguy hiểm. Giả nhân Miro, cháu trai của chủ rạp xiếc, bị ngược đãi với mục đích tạo ra đứa trẻ hoang dã. Và nữ nhện Violetta, người sở hữu thân hình dị dạng, nửa người, nửa nhện, sống trong một môi trường như thế, ngày ngày phải tự bôi xấu bản thân để diễn trò cho khán giả. Tâm lý Joker ít nhiều bị ảnh hưởng, nhưng danh tiếng anh nhận lại cũng không kém. Thế nhưng, mọi chuyện dần thay đổi khi rạp xiếc đón thêm hai thành viên mới. Đó là một cặp đôi vô cùng xinh đẹp, người nam tên là Sergey, đảm nhận vai trò chú hề, và bạn gái của anh ta là Natalie với biệt tài huấn luyện động vật. Sự xuất hiện của họ đã thổi một làn gió mới vào rạp xiếc Hula Baloo. Với vẻ đẹp trai, sự hài hước và gương mặt rạng rỡ của mình, Sergey nhanh chóng trở thành chú hề nổi tiếng nhất rạp xiếc với biệt danh mặt cười, dần thay thế chỗ đứng của chú hề Joker. Khoái oăm thay, Joker, người bị thay thế, lại đem lòng yêu Natalie, bạn gái của Sergey, nhưng đó chỉ là một tình yêu thầm lặng không mong báo đáp. Cho đến một ngày, Joker vô tình nhìn thấy vết sẹo trên lưng Natalie. Nghi ngờ Sergey có hành vi ngược đãi bạn gái, anh đã tìm đến gã để đối chất nhằm bảo vệ người con gái mình yêu. Đến đây có khá nhiều giả thuyết về những gì xảy ra trong cuộc cãi vã ngày hôm đó. Nhưng giả thuyết có vẻ thuyết phục nhất là sau cuộc cãi vã, Sergey đã quyết định trả thù Joker. Gã đã ăn trộm một lọ axit từ tủ hóa chất của Mike Morton và trộn nó vào đồ trang điểm của Joker
khiến mặt của Joker bị ăn mòn nghiêm trọng, không thể tiếp tục vai diễn chú hề của mình. Sự uất hận, đau đớn dồn nén lâu ngày đã khiến Joker phát điên. Vào một đêm nọ, khi cả rạp xiếc đang tổ chức một sự kiện lớn, Joker với chiếc cưa máy trong tay đã thực hiện một cuộc tàn sát đẫm máu ở nơi này. Trước khi cuộc tàn sát diễn ra, Violetta và Miro đã rời khỏi đoàn xiếc nên không bị liên lụy. Mike có việc ra ngoài nên cũng may mắn sống sót. Natalie nhờ nhảy xuống dòng sông Moonlit nên toàn mạng nhưng bị mất tích. Còn lại, tất cả đều không qua khỏi. Trong cuộc tàn sát ấy, Joker đã sát hại Sergei, cướp đoạt danh tính, thậm chí là gương mặt của gã và trở thành mặt cười. Kể từ đó, công viên ánh trăng lẫn rạp xiếc Hullabaloo đã bị đóng cửa vĩnh viễn, trở thành một truyền thuyết đô thị mà không ai dám nhắc đến. Về sau, không rõ chuyện gì đã xảy ra với Joker. Ta chỉ biết sau khi trở thành đối tượng thí nghiệm số 803, anh tham gia vào Manor Game trong các cuộc thí nghiệm liên quan đến Mai Thúy và gặp lại tất cả những thành viên đã mất tích của rạp xiếc Hullabaloo. Mọi thứ kết thúc khi Joker sát hại Violetta. Natalie, tên thật là Margarita Zell, đã qua đời trong vòng tay Joker. Miro may mắn trốn thoát. Mike tự thiêu với một mồi lửa cùng với Joker trong rạp xiếc Hullabaloo. The Ripper, gã đồ tể. Là một trong những hunter đời đầu, The Ripper không có tên thật mà thường được gọi với biệt danh Jack the Ripper, cùng tên với một kẻ sát nhân có thật trong lịch sử nước Anh. Và đúng vậy, Jack đồ tể của London chính là hình tượng để đánh ít xây dựng nhân vật The Ripper trong Identity 5. Không rõ ngày tháng năm sinh, ta chỉ biết rằng từ khi còn nhỏ, trong cơ thể của Jack đã hình thành hai nhân cách khác nhau, một tốt, một xấu. Cứ mỗi khi Jack tốt ngủ say, nhân cách xấu xa của hắn sẽ chiếm quyền kiểm soát cơ thể và bắt đầu thực hiện những hành vi man rợ. Ban đầu, mọi thứ chỉ dừng ở việc nhân cách xấu xé và moi bụng những con búp bê. Nhưng dần dần, mọi thứ bắt đầu nằm ngoài tầm kiểm soát. Sự xuất hiện của nhân cách bạo lực khiến Jack sợ ngủ, vì cứ mỗi khi ngủ say, hắn sẽ không làm chủ được cơ thể mình và thường tỉnh dậy với mùi rỉ sét trên quần áo. Cho đến một ngày, Jack nhận ra cách để kiểm soát nhân cách xấu của mình, đó là cứ mỗi khi hắn cầm cò bẻ, Jack á sẽ ngủ say. Và đó là lý do hắn bắt đầu chìm đắm trong những bức tranh đầy tính nghệ thuật. Mang theo tình yêu với nghệ thuật, Jack theo họa sĩ James Whistler học vẽ và dần trở thành một quý ông lịch lãm với niềm đam mê giải phẫu. Ban đầu nhân cách tốt chiếm phần lớn thời gian quyền kiểm soát cơ thể, nhưng theo thời gian, khi tâm trí Jack càng trưởng thành, nhân cách xấu trong cơ thể hắn càng bành trướng mạnh mẽ. Cuối cùng bóng đêm đã nuốt trọn ánh sáng, Jack không còn nhân cách xấu và tốt nữa. Thay vào đó, ta sẽ có một tên đồ tể khát máu với niềm đam mê nghệ thuật vô tận, ham muốn bạo lực và tâm trí vặn vẹo điên cuồng. Ngày 7 tháng 8 năm 1888, Jack thực hiện phi vụ đầu tiên của mình với nạn nhân là một cô gái bán hoa tên Martha Tabram. Đó cũng là ngày nhân vật của anh ta, đánh dấu sự ra đời của một con quỷ thật thụ và bóng ma Jack đồ tể bao trùm anh quốc. Năm cô gái xấu số đã trở thành nạn nhân dưới bóng vuốt của Jack và hắn vẫn chưa bị bắt. Với vỏ bọc quý ông của mình, Jack nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật cho đến một ngày. Thầy anh, James, nhận được một bức thư từ nam tước The Ross, chủ nhân của trang viên Auditus. Trong bức thư, nam tước bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với những bức tranh của James và mời ông đến trang viên làm khách. Tuy nhiên, James từ chối vì lý do cá nhân và đề cử cậu học trò Jack đi thay mình. Khi đặt chân đến trang viên Auditus, Jack trở thành đối tượng thí nghiệm số 202 tham gia vào Manor Game cùng với nữ thẩm phán Keegan Nicholas Keor, đối tượng thí nghiệm số 203, và một người đàn ông tên Edmund Reed, người được cho là viên cảnh sát muốn bắt Jack về quy án. Trong suốt màn chơi, Jack tỏ ra là một người bình tĩnh, mưu trí và không bao giờ do dự trước bất kỳ hành động nào. Hắn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi trong trò chơi đuổi bắt và bẻ nát khái niệm công lý được đặt ra trong cuộc thí nghiệm vô nhân đạo của trang viên Auditus. Cuối cùng, vào khoảng ngày 30 tháng 6, Jack đã thành công sát hại nữ thẩm phán Keegan theo cách mà hắn từng làm với những nạn nhân trước đó và phá vỡ niềm tin về công lý của Edmund, khiến anh ta bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Gamekeeper, kẻ gác rừng. Và nếu hỏi hunter nào xứng đáng với danh hiệu kẻ có quá khứ đáng thương nhất Identity 5 đời đầu, thì mà tôi nghĩ đó là kẻ gác rừng Gamekeeper. Tên thật của Gamekeeper là Ben Barres, một người đàn ông hiền lành với trái tim ấm áp, sống tại một túp lều nhỏ trong cánh rừng thuộc quyền sở hữu của trang viên Auditus. Công việc mỗi ngày của Ben là tuần tra trong khu săn bắn của trang viên và xua đuổi những kẻ săn trộm. Tuy nhiên, vì là một người có trái tim nhân hậu nên dù có bắt gặp những kẻ săn trộm đặt chân vào khu rừng trái phép,
ông vẫn dễ dàng thả chúng đi và chưa từng trừng phạt hay đánh đập bất kỳ ai. Cứ thế 7 năm trôi qua cực kỳ yên bình. Dù người duy nhất vào bạn bên cạnh Ben là đám chó săn và chú nai sừng tấm tên Mũi Đen được ông nuôi từ khi còn nhỏ, nhưng ông chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, thậm chí còn nuôi ý định sẽ tiếp tục làm việc ở đây cho đến khi già đi. Đấy là cho đến khi bi kịch ập đến. Một tháng trước mùa săn bắn là thời kỳ giao phối của đàn hươu. Đó là thời điểm khó khăn của Ben vì ông không thể theo sát Mũi Đen. Vậy nên, trong một phút lơ là, Ben đã không nhận ra có một đám săn trộm đang tiến vào bên trong cánh rừng. Ngay khi tiếng súng săn nổ lên, linh cảm mách bảo Ben rằng có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Ông nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng súng và chạm mặt một đám săn trộm được vũ trang đầy đủ. Nhờ số lượng áp đảo, chúng nhanh chóng đè Ben xuống đất và ngay giây phút đấy, ông nhận ra một gương mặt quen thuộc trong số đó. Nhiều năm trước, có một cậu bé đã cùng bạn bè vào đây săn trộm rồi bị dính bẫy thú. Cậu bé đó đã bị bỏ lại một mình và được Ben cứu giúp. Thế rồi giờ đây, cậu ta quay lại báo đáp Ben bằng cách kéo theo một đám săn trộm khác, đè nghiến ông xuống đất và tàn sát đám nai sừng tấm trong rừng. Cuối cùng, trước sự cầu xin của Ben, thằng bé đấy rủ đám bạn cùng tạo ra một con Minotaur bằng chất giọng khoái trá. Chúng lấy chiến lợi phẩm săn được đầu của con nai sừng tấm đầu đàn và đội nó vào Ben một cách vô cùng hả hê. Nhưng chúng không hề biết rằng chủ nhân của cái đầu đó là Mũi Đen, người bạn thân đã kề cạnh bên Ben suốt mấy năm nay. Trong sự đau đớn, căm hận và nhục nhã với cái đầu của bạn thân mình, Ben bị đám săn trộm rượt đuổi như một trò tiêu khiển cho đến khi ông dẫm bẫy thú và không thể chạy được nữa. Đám quái ác ấy mới tạm tha và bỏ đi. Chúng không giết Ben không phải vì đột nhiên rủ lòng thương xót ông, mà là vì bọn chúng chắc chắn Ben sẽ không thể nào sống sót trong thời tiết này. Sau khi đám săn trộm rời đi, những chú chó ông nuôi đã lần theo mùi hương đến giải cứu Ben. Nhưng dù may mắn sống sót sau thảm họa, tính tình của Ben đã thay đổi. Từ một người hiền lành, Ben trở thành một tên gác rừng tàn bạo, sẵn sàng lấy mạng bất kỳ kẻ nào dám đặt chân vào khu rừng. Cái đầu của Mũi Đen được ông giữ nguyên. Có giả thuyết cho rằng Ben không thể cởi nó ra, lại có giả thuyết nói Ben tự nguyện giữ nó lại, đánh dấu sự thay đổi nhân cách của ông. Chính sự tàn bạo của Ben đã khiến cánh rừng trở thành một nơi chết chóc. Không ai may mắn sống sót sau khi đặt chân vào đó, nên người ta đặt tên cho nó là cánh rừng ly bì. Không rõ lý do tại sao Ben lại tham gia vào cuộc thí nghiệm ở Traviolitas, ta chỉ biết rằng trong Manor Game đó, Ben đã hợp tác với Burke Lapadura, đồng nghiệp ở Travian, để truy bắt năm survivor là Miro Morton, Kurt Frank, William Ellis, Nate Superdar và Survey LeRoy. Tuy nhiên, trong vòng chơi này, đa phần các survivor đều tự loại bỏ lẫn nhau chứ không hình tờ nào nhúng tay vào cả. Kết quả là 3 trên 5 survivor bị loại bỏ trong trò chơi, 2 người còn lại là Nate và William bị trừng phạt vì vi phạm quy tắc. Về phần Ben, dựa vào lá thư ngày nhân vật năm 2023, nhiều giả thuyết cho rằng ông đã qua đời. Nhưng sự thật như thế nào thì chúng ta vẫn chưa biết được. Soul Weaver, ma nhện. Với cái tên tiếp theo, chúng ta sẽ quay về với rạp sĩ Hula Baloo của Joker. Nếu bạn còn nhớ thì vừa rồi, khi nói về Joker, mà tôi có đề cập đến một cái tên khác là Violetta. Và đúng như bạn nghĩ, Violetta là tên thật của ma nhện Soul Weaver. Không ai biết cô sinh ra vào ngày nào. Ta chỉ biết rằng Violetta bẩm sinh đã không có tứ chi, tay và chân cô là những khối thịt tròn, nhỏ. Khi vừa lọt lòng, cô bị nhét vào một chiếc giỏ nhỏ và bị bỏ lại ở hàng ghế khán giả trong một buổi diễn của những người có cơ thể dị dạng. Max, chủ của show diễn, đã tìm thấy Violetta, nhận ra đây là cơ hội kiếm tiền khổng lồ. Ông ta quyết định nhận nuôi cô vào ngày 2 tháng 1 và nuôi mộng biến cô trở thành siêu sao trên sân khấu. Violetta lớn lên, học may vá và cố thực hiện những màn diễn xiết khó khăn dưới sự huấn luyện khắc nghiệt của Max. Nhưng dù sở hữu một cơ thể gớm ghiếc, dị dạng, nhưng trái tim của Violetta lại rất đẹp. Cô cực kỳ tốt bụng và đối xử dịu dàng với tất cả mọi người. Sự chăm chỉ của Violetta cuối cùng cũng được hồi đáp khi cô trở nên nổi tiếng trong các show diễn quái dị của Max. Tuy nhiên, ánh hào quang đó lại không kéo dài được lâu. Khán giả nhanh chóng cảm thấy chán với những vở diễn một màu đơn điệu của Violetta, nên dần chẳng còn hứng thú đến xem cô biểu diễn nữa. Và với một người như Violetta, thì khi không còn khán giả ủng hộ nữa, đồng nghĩa với việc cô sẽ không còn giá trị lợi dụng. Thế nên, vì muốn trở lại sân khấu, Violetta đã cố tình tìm đến một thợ cơ khí nổi tiếng, nhờ người ấy cải tạo cơ thể bằng cách lắp tay chân bằng máy vào cho mình. Có nhiều giả thuyết cho rằng người lắp tay chân cho Violetta là một nữ thợ máy tên Tracy, nhưng lại có một số giả thuyết khác
Người đã cải tạo cơ thể cho Violetta thật ra chính là đồng nghiệp của Ben, Luke Labadora. Tuy nhiên, dù trải qua cuộc cải tạo đau đớn và thậm chí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, Violetta vẫn không được Max cho lên sân khấu biểu diễn. Dựa vào lá thư ngày nhân vật năm 2021, ta biết rằng cô đã rời khỏi show diễn kinh dị và đến làm việc ở rạp siếc Hula Baloo của Joker vào khoảng thời gian cuối năm. Nhưng vì một lý do không rõ, Violetta rời đi trước khi Joker thực hiện cuộc tàn sát đẫm máu ở rạp siếc. Dù không quá chắc chắn, nhưng khả năng cao, lý do Violetta rời khỏi rạp siếc là vì nhận được lời mời đến trại viên Olytus biểu diễn với tư cách của thành viên rạp siếc Hula Baloo. Tại đây, cô trở thành vật thí nghiệm số hiệu 801, được đánh giá là quá tốt bụng trong trò chơi và bị Joker loại bỏ trước Mike để kết thúc vòng chơi ấy. Và đó là kết thúc cho video ngày hôm nay. Bạn có thích video này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới cho chúng mình có thêm nhiều động lực làm nhiều clip khác. Và đừng quên khung giờ của Nhà Mọt vào lúc 19h30 thứ 3, thứ 5, thứ 7 chủ nhật hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay và xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.